thưa quý khán thính giả bình luận thời sự số 3 có tựa đề trào lưu chống trung cộng lan rộng à, tin tức uh, trong thời gian vừa qua cho thấy uh, trung cộng càng ngày càng uh, hung hăng uh, trên biển đông và trên các lĩnh vực khác uh, trên thế giới uh, vi phạm nhân quyền tại tân cương uh, thực hiện những chính sách kinh tế không công bằng uh, ăn cắp uh, tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác à, lập những cái bẫy nợ để mở rộng cái tầm ảnh hưởng của mình vân vân à, thái độ hung hăng của à, Trung cộng um, trên toàn thế giới như vừa kể làm cho bộ tứ Mỹ Nhật Úc Ấn um, càng ngày à, càng có cơ cơ hội để cho thấy rằng thế giới phải hợp tác với bộ tứ Mỹ Nhật Ấn là làm một sự hợp tác à, hợp lý. À, mặt khác, thì à, ngoài cái sự việc à, đương đầu với Trung Cộng về à, mặt quân sự, à, cầm tranh Trung Cộng để bớt hung hăng, thì Bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn, Úc à, đang tìm đủ mọi cách à, phát triển về kinh tế, về quân sự và về và về chuỗi cung ứng quốc tế, à, chuỗi cung ứng quốc tế. À, là một à, một hành động uh, sau một thời gian dài đặc biệt là uh, sau uh, uh, cái biến cố đại dịch Covid-19 thế giới khám phá ra là trong những thập niên vừa qua thế giới đã quá tin cậy và một cách uh, gần như là tự động ủy quyền uh, đưa đẩy để Trung Quốc trở thành công xưởng quốc tế và sự việc lệ thuộc vào Trung Quốc, hàng hóa, tư liệu, vật liệu sản xuất của thế giới gom vào cái gọi là công sự quốc tế vô cùng nguy hiểm, cho nên một trong những nỗ lực của Bộ Tứ Quốc tế là phải tổ chức lại chuỗi cung ứng quốc tế, không còn bỏ tất cả các cái 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 cái, cái, cái nhu cầu hoạt động kinh tế vào trong tay Trung Quốc. Um, đó là một trong nhà nỗ lực hàng đầu của Bộ Tứ Quốc tế. Song song với hoạt động đó, thì ngày 18 tháng 5, ông Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản đã căn cứ vào hoạt động Bộ Tứ Quốc tế, đã lên án Mỹ bao vây Trung Cộng và kêu gọi Nhật Bản hãy quê quay về hợp tác với Trung Cộng. Lời kêu gọi của ông Đại sứ Trung Cộng tại Nhật Bản rằng là Nhật Bản phải từ bỏ bộ tứ quốc tế để quay về hợp tác với Trung cộng thì đương nhiên phải câu hỏi đầu tiên phải trả lời là hợp tác với Trung cộng thì sẽ được gì và sẽ đi về đâu rõ ràng là không những đối với Nhật mà đối với bất kỳ quốc gia nào khi Trung cộng ban giao, Trung cộng bao giờ cũng tìm cái phần lợi về phía mình còn những đối tác ban giao thì chỉ là những con mồi để À, Trung Cộng đưa vào à, bẫy nợ hoặc là Trung Cộng à, đưa vào cái à, kế hoạch vòng đai con đường để phục vụ à, kinh tế cho Trung Cộng vào tháng 4 năm 2021 thì à, Bộ Tứ à, đã tập trận à, chung với à, nước Pháp đây à, là một tiến bộ mới bởi vì à, từ lâu rồi Âu Châu đặc biệt là Pháp, à, Đức đã lệ thuộc khá nặng nề về kinh tế đối với Trung Quốc. Nay thì nước Pháp bắt đầu tìm cách thoát trung và hợp tác với Bộ Tứ thông qua những lần tập trận với Mỹ, Ấn, Úc và Nhật Bản. Năm 2021, Tổng thống Hoa Kỳ là Tổng thống Biden sẽ gặp Nhật Bản và Hàn Quốc để đây là hai đồng minh lớn của Hoa Kỳ tại Á Châu để củng cố một cái liên minh đương đầu với Trung Quốc và dĩ nhiên trong tương lai thì Hoa, Hoa Kỳ muốn là Nhật Bản với Hàn Quốc phải giảng hòa về những bất đồng, về những xung khắc trong lịch sử. Nhật Bản với Hàn Quốc có hòa với nhau thì sự hợp tác của Nhật Bản Hàn Quốc trong Bộ Tư Kim Cương mới bền vững và hữu hiệu đặc biệt là sự ra đời của luật cảnh sát biển của trung cộng làm cho các quốc gia đông nam á các quốc gia ở biển đông vô cùng bối rối và điều này hối thúc nhật phải củng cố cái liên minh ấn độ thái bình dương cái gọi là luật cảnh sát biển đây là À, luật à, của quốc gia, à, cộng, à, luật quốc gia trung cộng nó chỉ có hiệu lực trong phạm vi quốc gia trung cộng nhưng cái luật đó trung cộng đã cho à, thế giới cho các, các quốc gia biển đông thấy rằng à, trong tranh chấp à, trong cái sự việc à, mà trung cộng à, tìm cách à, cướp lấy biển đông trở thành một cái ao hồ riêng của mình bằng cái, một cái lý luận vu vơ à, gửi bò chính đoạn và lời bò tiến đoạn uh, xây dựng uh, trên cái lý giải là hầu hết biển Đông 99 90%, 90, 90 diện tích biển Đông là thuộc về Hoa đục Đó là uh, cái gọi là mà mà trung cộng gọi là uh, những uh, chứng tích uh, mà lịch sử để lại. Nói một cách vu vơ thế nào là chứng tích lịch sử, thế nào uh, là yếu tố lịch sử. Và nếu nói theo yếu tố lịch sử thì lịch sử uh, lùi về một thế kỷ hay 10 thế kỷ, hay 1, hai ngàn năm, nếu mà cứ lấy cái gọi là chứng tích lịch sử, hiểu theo nghĩa lơ mơ của Trung Cộng, thì rõ ràng sẽ, thế giới sẽ vô cùng loạn lạc bởi vì lúc bây giờ người ta không còn phân định được đâu là ranh giới của quốc gia, đâu là biển của quốc gia này so với quốc gia khác. Đặc biệt, ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại một quốc đảo tên là quốc đảo Samoa thì một phụ nữ tên là Satafa đã đắc cử thủ tướng của Samoa. Cái việc đắc cử thủ tướng của bà Satafa đã đánh đánh gục một ông thủ tướng đã làm thủ tướng trong nhiều thập niên qua và trong thời gian vừa qua ông cựu thủ tướng Samoa đã là một người bạn thân của Trung cộng à, trong 20 năm và sự đắc cử uh, thủ tướng uh, của bà Satafa để thay thế ông cựu thủ tướng đã làm thủ uh, thủ tướng 20 năm uh, thân trung cộng cho thấy rằng uh, dân chúng uh, um, Satapa uh, rõ ràng đã có cái quyết tâm làm thế nào để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung cộng. Đặc biệt là bà Satapa uh, sau khi đắc cử thủ tướng thì đã tuyên bố là Satafa là Samoa một cái quốc đảo ở Thái Bình Dương sẽ chấm dứt hợp tác với Trung Cộng qua cái kế hoạch gọi là Vành đai và Con đường. Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho biết Nhật cần tăng tốc độ quân sự để khống chế Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng à, trong những năm vừa qua à, là đã um, vận dụng cái năng lực tài chính kinh tế của mình Để phát triển uh, quốc phòng à, một cách uh, rất đáng quan ngại Ngày 20 tháng 5 năm 2021 à, Báo Nikkei Asia à, cho biết ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Kishi à, Tuyên bố cán cân quân sự đã ngã về phía Trung Quốc và vì vậy, vì vậy Nhật cần tăng cường nguồn lực quốc phòng với tốc độ khác hẳn với với trước đây. Qua tới ngày 21 tháng 4 năm 2021 thì bà Mary Pen, Bộ trưởng Ngoại giao của Úc đã hủy bốn cái thỏa thuận hợp tác giữa Úc và Trung Cộng, trong đó có hai thỏa thuận Uh, Trung cộng đã ký với tiểu uh, bang uh, Victoria. Uh, sau cùng thì uh, một tin tức tổng quát uh, nhưng uh, rất là quan trọng uh, cho thấy rằng cái, uh, những cái tranh cãi giữa Trung Quốc và uh, và Hoa Kỳ uh, về thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông uh, nay đã chuyển qua một cái uh, một cái hướng khác uh, quan trọng hơn. À, trong cái lần à, Hoa Kỳ à, gọi là à, thực hiện à, quyền à, quyền à, tự do hàng hải ở trên Biển Đông à, mới đây thì à, bên phía à, quân đội à, Trung Quốc à, đã phát hành một à, thông báo lên án à, khu trực hạm à, USS Wilbur của Hải quân Hoa Kỳ đã xâm phạm vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông một cách bất hợp pháp, đó là theo kiểu nói của Trung Cộng. À, thì bên à, phía à, chiến hạm USS à, cất xích của Hoa Kỳ à, đã đưa ra câu trả lời là à, Hải quân Hoa Kỳ à, nay đã à, vừa à, thực hiện quyền tự do hàng hải, à, vừa bảo vệ quyền và lợi ích của các quốc gia quanh biển Đông đang bị à, Trung cộng đe dọa. Kính thưa quý khán thính giả, từ lâu rồi à, Hoa Kỳ à, vẫn chỉ tuyên bố và chỉ giới hạn các hoạt động của Hoa Kỳ trong cái việc à, à, thực hiện quyền tự do hàng hải. Nay Hoa Kỳ công khai tuyên bố bên cạnh cái quyền tự do hàng hải, Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ lợi ích của các quốc gia quanh biển Đông đang bị à, Trung cộng xâm hại. À, lời tuyên bố à, vừa rồi của hải quân Hoa Kỳ cho thấy rằng à, Hoa Kỳ càng ngày à, càng à, à, có những lời lẽ à, đi kèm với những hành động để mở rộng cái khả năng à, không những bảo vệ riêng cái quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ mà còn bảo vệ à, cái an ninh trật tự của thế giới, bảo vệ cái quyền để sinh, sinh sống ổn định và công bằng à, của các quốc gia ở quanh vùng biển Đông Nam Á. À, từ đó chúng ta thấy à, cái lý tưởng à, của Hoa Kỳ, à, cái sự suy nghĩ của Hoa Kỳ đối với Bang Giao à, Trung Quốc à, đã mở rộng và chính cái cái sự xác nhận à, mục tiêu phục vụ của Hoa Kỳ nay đã mở rộng không còn à, riêng ở trong phạm vi tự do hàng hải mà đã mở rộng à, qua lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của các quốc gia ở vùng Đông ở ở vùng Biển Đông, nó giúp cho à, các quốc gia khác dễ dàng tham dự vào những lực lượng những đồng minh những liên minh đối với hoa kỳ để đương đầu với trung quốc một cách hữu hiệu kính thưa quý khán thính giả bình luận thời sự thứ ba tới đây là chấm dứt xin quý khán thính giả nhớ bấm subscribe để chương trình bình luận thời sự có cơ hội đến với quý khán thính giả trong các lần phát hình kế tiếp trân trọng kính chào quý khán thính giả